hôm nay chúng tôi sẽ nói về hen. Họ hen đi ê. Ngon quá. Họ hen đi ê. Tuyệt vời. Cá tính. Họ hen đi ê. Có 102. Hen đi ê cực gắt. Tự hào. Họ hen đi ê. Hoang dã. Hen giản dị. Hen xinh đẹp. Hen nhiệt tình. Hen tử tế. Hen sexy. Họ hen đi ê thật là xinh. Hen đi ê đẹp. Hen đi ê men. Hen đi ê lì. Hen lạ. Bớt bóp số chị nha. Gọi điện thoại nhớ nghe máy nha em. Nhắn tin nhớ trả lời nha em. Hồi hèn đi đèn. Mướt mát. Hồi hèn đi hoàn hảo. Hồi hèn đi dễ thương. Hồi hèn hot. Hồi hèn đi Việt Nam. Hôm nay là sinh nhật hèn nè. Chúc gì cho vui nha. Sinh nhật bé hèn. Dạng nhiều là khi mãi mãi xinh đẹp. Và thích làm hèn. From marketing with love. Team kế toán Unimedia chúc hèn thật nhiều hạnh phúc. Luôn nở nụ cười trên môi. Gặt hái nhiều thành công. Team PR Social chúc hèn mãi xinh đẹp. Chúc hèn mãi hạnh phúc. Mãi bình yên. Chúc hèn và Unicorn. Chúc thật nhiều đơn cùng các nhãn hàng lớn. Trong năm 2020. Chị hèn lúc nào cũng sẽ thật là vui và thật là hạnh phúc. Vì niềm hạnh phúc của chị thì chắc chắn cũng sẽ là niềm hạnh phúc của tất cả mọi người. Anh chúc cho tất cả mọi dự định của hen đều trở thành hiện thực, kể cả là dự định lấy chồng. Đó là dự định quan trọng nhất rồi còn gì nữa. Hồi đó suốt ngày trong nhiệm kỳ đòi là anh ơi em lấy chồng được không, bây giờ lấy chồng đi. Hen ơi, chị đang chờ tin vui của em nè. Khi nào em gửi thiệp hồng cho chị đây. Chị sẽ mong muốn lấy chồng để tụi em còn đi bưng mâm cho chị nè. Team event luôn chúc hen sẽ có nhiều job event. Và nhớ là giới thiệu cho job cho event làm. Ngoài ra là chúc hen năm sau là sẽ có được một cái đám cưới thật là hoành tráng. Và với team bộ chơi xin ở đây thì em ơi nhớ đặt thiệp ở chị nha em. Má không đẹp. Chúc mừng sinh nhật hen. Vui vẻ thông bạo nha. Team production và team thiết kế như những người dân. Hen ơi, chú tay đây nào. Yeah. Mãi bên nhau bạn nhé.